4 bước cao rồi. Đây các bạn xem chiếc xe đang đậu ở trên đồi đây. Tí nữa là anh em bóc keo xong thì các bạn xem xe di chuyển xuống góc này. Đấy. Bây giờ các bạn xem xe chuẩn bị chuyển động xuống dốc này. Đường cũng lầy lội. Giờ tối rồi anh em bốc keo giờ về đấy. Rồi các bạn xem xe chuẩn bị chuyển động lên dốc đây. Xe chuẩn bị lên dốc này. Sổ mớ keo rồi. Rồi, keo sổ mới rồi, do lên dốc này, keo trơn quá. Rồi, xe lên dốc bị tụ các bạn ơi. Đù. Kinh khủng. Kì quá. Xe sổ hết keo các bạn ạ. Để dốc lại là đi trơn quá. Các bạn xem này, keo bị sổ hết một đống này. Cỡ mấy tấn keo á.
mai tôi quay phía sau, tí nữa là keo giọng vào người, va chạm vào người. Xe cái dốc này cũng không được cao lắm nhưng mà trơn quá, dốc này trơn quá. Tí nữa anh em tiếp tục lên bóc lại keo, khổ cho anh em quá, về tới nhà rồi bây giờ đang chạy lên bóc lại keo.